Chào những người nghe mang dòng máu cây đỏ, chúc anh em ngày an lành và vui vẻ. Sau đây là những tin chính của MU ngày hôm nay. Xác định được đối thủ của MU ở Carabao Cup. Rashford trở lại thần kỳ. Mbappe đến Real thì PSG sẽ mua Pogba. Người đại diện của Van der Beek lên tiếng. Anh em ủng hộ kênh bằng like, share và đăng ký nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ mời anh em đến với nội dung chi tiết. Xác định được đối thủ của MU ở Carabao Cup. Manchester United sẽ đối đầu với West Ham trong khuôn khổ vòng 3 Carabao Cup. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer hy vọng năm nay MU sẽ thi đấu tốt hơn ở đấu trường này khi đã thất thủ ở giai đoạn bán kết trong hai mùa giải gần nhất đều trước đối thủ Manchester City. Cúp Liên đoàn vẫn là chiếc cúp quốc nội cuối cùng của United vô địch sau khi đánh bại Southampton với tỷ số 3-2 trong trận chung kết năm 2017. West Ham thi đấu ở vòng 3 do đã được tham dự Europa League và sẽ hành quân đến sân Old Trafford để giành một suất vào vòng 4. Lần cuối cùng Manchester United gặp The Hammers ở League Cup là trên đường đến chiến thắng trong mùa giải 2016-2017. Khi đó MU đã chiến thắng 4-1 tại Old Trafford nhờ hai bàn thắng của Zlatan Ibrahimovic và Anthony Martial. Man United đã vô địch giải đấu này tổng cộng 5 lần và Solskjaer hy vọng sẽ giành được một danh hiệu quốc nội mà anh ấy đã không làm được khi còn là cầu thủ. Các trận đấu của vòng thứ 3 sẽ được diễn ra bắt đầu từ ngày 20 tháng 9. Rashford trở lại thần kỳ. Hồi cuối tháng 7, trang chủ của Man United thông báo sau khi tham khảo ý kiến giữa Marcus Rashford, huấn luyện viên, nhân viên y tế của câu lạc bộ và các chuyên gia, Rashford sẽ phải tiến hành phẫu thuật để giải quyết vấn đề chấn thương vai của mình. Rashford phải thi đấu với cái vai bị đau từ mùa giải trước cho tới nay. Đó là lý do khiến nhiều thời điểm số 10 không có được màn trình diễn tốt nhất. Với việc điều trị dứt điểm chấn thương là ưu tiên hàng đầu, Rashford sau đó đã vắng mặt trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay. Mới nhất, anh đã xuất hiện trở lại một cách thần kỳ trên sân tập Carrington của MU. Sau màn chào hỏi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, Rashford lập tức vùi mình vào tập luyện. Tiền đạo trẻ người Anh chưa thể tập cùng toàn đội, thay vào đó, anh tuân thủ giáo án riêng do ban huấn luyện đề ra. Rashford chưa thể sớm trở lại thi đấu, nhưng việc cầu thủ này xuất hiện trên sân tập là một cú hích lớn cho đội chủ sân Old Trafford. Hết tháng này, MU sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế và đó là cơ hội tốt để Rashford hoàn toàn có thể bình phục chấn thương. Sự trở lại của Rashford chắc chắn sẽ phát huy tối đa sức mạnh cho hàng công của cây đỏ. Khi ấy, Rashford sẽ có cơ hội kết hợp với tân binh Jadon Sancho. Nhìn chung, đây là điều rất hứa hẹn. Ahmad Diallo có 5 câu lạc bộ theo đuổi. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer rất ấn tượng với những gì Ahmad Diallo thể hiện nên có ý định giữ anh lại. Ông đã từng nói, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu cô ấy sẽ ở lại đội bóng ở mùa giải này. Tuy nhiên, Man United vẫn đang theo dõi tình hình và nếu có lời đề nghị tốt cho sự phát triển của Diallo, Quỷ đỏ sẽ sẵn sàng lắng nghe. Nhà báo Fabrizio Romano cho hay, cậu ấy nhận được hơn 5 lời đề nghị hỏi mượn trong thời gian gần đây. Nhiều câu lạc bộ muốn có cậu ấy, Basel Thụy Sĩ, Sheffield United cũng như Crystal Palace, rất nhiều câu lạc bộ từ Premier League, Bundesliga và nhiều quốc gia khác. Nhưng hiện tại, Ahmad vẫn chưa quyết định. Một vài ngày nữa, Ahmad sẽ có câu trả lời. Cậu ấy muốn chơi bóng ở Premier League, vì vậy Crystal Palace có thể là một trong những lựa chọn. Không chỉ Crystal Palace, bởi vì các câu lạc bộ khác cũng đang xem xét. Gặp Wolves, MU sẽ mặc bộ quần áo nào? Manchester United có bước chạy đà tương đối tốt tại Ngoại Anh mùa giải năm nay với một trận thắng và một trận hòa. Sự thăng hoa của bộ đôi Paul Pogba và Bruno Fernandes cùng với Mason Greenwood giúp cây đỏ có sự tự tin nhất định trước khi bước vào lượt trận thứ 3 gặp Wolverhampton trên sân khách. Trước khi trận đấu diễn ra, từ khá sớm, trang chủ của Man United đã hé lộ bộ trang phục đội nhà sẽ sử dụng trong trận đấu gặp bầy sói, với đoạn viết tiết lộ như sau. Bộ ba trang phục mùa giải 2021-2022 của Man United đã tạo ra hiệu ứng tốt với người hâm mộ. Các cầu thủ khoác lên mình chiếc áo sân nhà màu đỏ trong 4 trận giao hữu tiền mùa giải và trận mở màn Ngoại Anh trong chiến thắng 5-1 trước Leeds. Ở trận sân khách đầu tiên của mùa giải hòa Southampton, chúng ta đã sử dụng bộ áo đấu thứ 3. Và câu hỏi đặt ra là khi nào đội mới mặc áo đấu sân khách tiếp theo? Câu trả lời chúng tôi xin được tiết lộ là trận đấu gặp với Wolverhampton sắp tới. Đây là mẫu áo đấu lấy cảm hứng từ mẫu sân khách những năm 1990-1992. Như vậy, đối đầu với Wolves, MU sẽ diện bộ trang phục áo xanh nhạt và quần màu xanh dương. Trận đấu giữa đội chủ nhà Wolves và Man United diễn ra vào lúc 22:30 ngày 29 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Mbappe đến Real thì PSG sẽ mua Pogba.
Những màn trình diễn ấn tượng trong hai vòng đấu đầu tiên tại Premier League, tiền vệ Paul Pogba càng khiến người hâm mộ Manchester United cảm thấy lo lắng hơn về tương lai của anh. Ngôi sao người Pháp hiện chỉ còn chưa đầy một năm trong hợp đồng với Quỷ Đỏ. Trong khi đó, xung quanh Pogba luôn xuất hiện những lời trêu kéo đến từ các đội bóng hàng đầu châu Âu, điển hình như Paris Saint-Germain hay Real Madrid. Chính vì thế, khả năng chân truyền 28 tuổi rời sân Old Trafford hoàn toàn có thể xảy ra trong hè này. Mới đây, nguồn tin từ Sport Bloomberg tiếp tục mang đến thông tin khác khiến Manu Xion đứng ngồi không yên. Cụ thể, nhật báo trên tiết lộ rằng PSG một lần nữa đang thắp lên hy vọng chiêu mộ Pogba. Cá nhà giàu nước Pháp đang đứng trước nguy cơ phải bán Mbappe trước khi phiên chuyển hè đóng cửa, bởi lẽ chân sút sinh năm 1998 đã nhất quyết từ chối gia hạn hợp đồng nhằm tạo áp lực buộc câu lạc bộ phải đáp ứng lời đề nghị trị giá 160 triệu euro từ phía Real Madrid. Nếu thương vụ trên diễn ra, PSG không những sẽ bổ sung một nguồn tiền cực lớn vào ngân quỹ mua sắm mà còn giải phóng đáng kể quỹ lương. Chính vì vậy, họ sẵn sàng tái khởi động kế hoạch đưa Pogba trở về quê nhà ngay mùa hè này. Người đại diện của Van der Beek lên tiếng. Đã gần một năm kể từ khi Manchester United ký hợp đồng với Van der Beek từ Ajax với trị giá 35 triệu bảng. Cầu thủ người Hà Lan vẫn đang chờ Ole Gunnar Solskjaer tìm cho anh một vị trí thường xuyên trong màu áo của Quỷ Đỏ. Nhưng Solskjaer gần đây đã nhấn mạnh rằng tầm quan trọng của tiền vệ này đối với kế hoạch của anh ấy. Và theo tờ The Telegraph của Hà Lan, người đại diện của Van der Beek là Guido Albers tỏ ra hài lòng với kế hoạch của Solskjaer. Guido Albers nói, mọi người trong câu lạc bộ đều biết rằng Ole sẽ không thể tiếp tục mùa giải này như năm ngoái được. Ole đã nói rõ ràng về vai trò của cậu ấy. Người hâm mộ đã đón nhận cậu ấy trước đó và chúng tôi hài lòng với điều đó. Tôi cho rằng Ole sẽ được ra sân nhiều hơn ở giai đoạn sắp tới. Rõ ràng, những bình luận của Solskjaer đầy hứa hẹn đối với Van der Beek, nhưng những lo ngại vẫn còn đó. Solskjaer sẽ xếp anh thi đấu ở đâu khi Paul Pogba và Bruno Fernandes luôn là ưu tiên hàng đầu? Hãy nhớ rằng Fernandes hầu như không được nghỉ ngơi và Pogba đã có 5 pha kiến tạo ở mùa giải này. Chỉ còn một vị trí, đó là Solskjaer sẽ cho Van der Beek đá ở vị trí tiền vệ trụ. Trận hòa hôm chủ nhật trước Southampton cho thấy United đang thiếu một tiền vệ ở vị trí này. Van der Beek và người đại diện của anh ấy hy vọng Solskjaer sẽ sớm ra cơ hội để tiền vệ này thể hiện điều đó trong những tuần tới. Hannibal Mbappé đang phát triển rất nhanh. Sau hai bom tấn mang tên Jadon Sancho và Varane, có thể khẳng định huấn luyện viên Solskjaer đang sở hữu trong tay một lực lượng hùng hậu bậc nhất ở Premier League. Hiển nhiên, cũng không thể không nhắc đến các sao mai thuộc đội trẻ của Quỷ Đỏ. Và dự kiến sẽ sớm có những cái tên được huấn luyện viên Solskjaer trọng dụng trong tương lai. Điển hình như trường hợp của Hannibal Mbappé, đại năng từng khiến cả châu Âu khao khát khi còn góp mặt ở học viện của AS Monaco. Năm 2019, Quỷ Đỏ đã từng phải bỏ ra đến 10 triệu euro để thâu tóm Mbappé khi ấy mới 16 tuổi. Mức phí này rõ ràng cho thấy tiềm năng to lớn của tài năng người Tunisia. Hiển nhiên, Mbappé đã không làm Quỷ Đỏ thất vọng khi thể hiện hàng loạt màn trình diễn đẳng cấp kể từ khi chuyển đến thành Manchester, điển hình như trong trận gặp Lincoln City vào đêm qua. Tuy đã chính thức bị loại khỏi Football League châu Phi sau thất bại 2-3, nhưng công bằng mà nói, U21 Man United đã có một trận đấu ấn tượng trước Lincoln City, câu lạc bộ đang thi đấu tại League One. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến màn trình diễn của Mbappé, người thi đấu như một tiền vệ phòng ngự trong hệ thống double pivot. Thống kê từ Stratman Depp cho thấy, tài năng 18 tuổi có đến 116 lần chạm bóng với tỷ lệ chuyển bóng chính xác rơi vào khoảng 87%, bao gồm 8 trên 12 đường chuyền vượt tuyến đúng địa chỉ. Đáng chú ý, Mbappé có đến 7 pha rơi bóng qua người thành công, 3 tình huống cắt đường chuyền, 5 pha tắc bóng thành công và 1 pha kiến tạo. Rõ ràng, đây là một màn trình diễn thật sự hoàn hảo, thể hiện rõ khả năng cầu thủ toàn diện đến từ cầu thủ này. Nếu tiếp tục giữ vững quá trình phát triển, chắc chắn Solskjaer sẽ sớm có thể sử dụng Mbappé trong tương lai gần. Với những kỹ năng dây dắt hiệu quả và khả năng tung ra những đường chuyền vượt tuyến chính xác, sẽ không quá khi nói rằng Mbappé có thể thay thế Paul Pogba trong tương lai dài hạn. Trên đây là những thông tin nổi bật liên quan đến đội bóng ngày hôm nay. Để cập nhật sớm nhất tình hình của đội bóng thân yêu, mời anh em hãy like, share và đăng ký kênh. Xin trân trọng cảm ơn.